chiêng cha thượng hạ tây đông. Con gái phú ông tên là Mầu Thị, từ tình ngoại ý mãn nguyệt có. Mời ra trẻ gái trai gia đình mà ăn khoán đi ai à. Tự xưng em là Thị Mầu, ý là con gái phú ông. Tuổi em chỉ còn bé lắm, cũng chưa đến trăng rằm. Ơ này chị em ơi, nay từ mới đã 15, ai muốn đi ăn oan thì lên chùa với em. Ai ai à, ai ai à, em lên chùa từ 13. Ai ai à, ai ai à, em lên chùa ngày 15. Này thầy thiếu ơi, em là Thị Mầu, bắt đèn coi mẹ thưa cha ăn bã cà lăng cho em lấy chàng tình tang tang tình tình tang. Tự xưng em là Thị Mầu, tình tang tang tình tình tang.